Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề livestream, đó chính là phương pháp để tăng doanh số. Mời các bạn vào xem livestream đi ạ. Các bạn hãy comment để cho Hải Ninh có thể nhìn thấy được không ạ? Hiện tại mình đang chưa nhìn thấy bình luận. Mình sẽ chia sẻ cái livestream này trên các cái nhóm của mình này, với lại trên page nhé. Xin chào Thanh Mai. Chưa? Mọi người để ý nhé, chia sẻ trên các nhóm của mình với lại trên page của mình. Trên cái nick Hải Ni Ami nữa. Không tác được cái nick đó. Xin chào Thiên Kim Trần. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một phương pháp và tăng doanh số. Có thể nói rằng là cái livestream này là một cái livestream tương đối là khó một chút. Đấy, nên là rất là mong muốn là các bạn xem cái livestream này, các bạn sẽ hết sức là tập trung, và có thể nói là trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ những cái bí mật vàng trong quá trình phát triển việc bán hàng online bền vững. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn có nghe rõ nội dung ạ? Các bạn có nghe rõ livestream thì các bạn hãy comment để cho mình được biết nhé. Xin chào Minh Thu. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Xin chào Dương Hiền. Mọi người vào livestream đi ạ, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái chủ đề livestream ngày hôm nay. Và cái thời lượng chia sẻ livestream này thì mình sẽ kéo dài trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Mình sẽ phân tích cho các bạn về cái phương pháp để tăng doanh số. Và với cái livestream này mình chia sẻ với các bạn thì nội dung hoàn toàn phù hợp cho những bạn mà đã có doanh số rồi và muốn tăng, hay nói cách khác là thúc đẩy cái doanh số của các bạn là lên một cái ngưỡng cao hơn. Thế còn với bạn mà mới bắt đầu kinh doanh online thì cái livestream này nó sẽ không phù hợp. Nên là các bạn là những người mà đã kinh doanh online, đã có doanh số rồi, muốn thúc đẩy cái quá trình tăng doanh số của mình cao hơn nữa thì các bạn hãy tập trung chú ý xem cái livestream này. Và trong cái livestream này, với những bạn nào chia sẻ cái livestream này từ 3 hội nhóm trở lên là các bạn sẽ có nhận được một tấm vé của Hải Ninh học trong cái khóa học, đó là chuyên gia bán hàng online. Thì với cái khóa học này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kiến thức chuyên sâu hơn về quá trình bán hàng online, dẫn dắt bạn trở thành một người bán hàng thông thường, tức là từ một người bán hàng thông thường trở thành một chuyên gia bán hàng. Và tất nhiên, với cái khóa học mà các bạn trở thành chuyên gia bán hàng này thì chắc chắn là các bạn sẽ bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Bạn không còn là một người bán hàng online thông thường nữa, bạn không còn là một người bán hàng online bình thường, mà bạn sẽ bứt phá hơn với những cái chiến lược mới, với những cái phong cách bán hàng mới, với cái thương hiệu mới của các bạn. Và nếu thực sự các bạn quan tâm đến điều này thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này 3 đến 5 hội nhóm, và các bạn sẽ nhận được một tấm vé để học cái khóa học rất là tuyệt vời này. Có bao nhiêu bạn mong chờ cái khóa học này và muốn thực sự muốn bứt phá để bán hàng online hiệu quả hơn thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Có bao nhiêu bạn thực sự mong chờ cái khóa học đó là chuyên gia bán hàng online? Trong khóa học này sẽ giúp cho các bạn trở thành một chuyên gia bán hàng thực sự, chứ không còn là một người bán hàng thông thường nữa. Vậy thì các bạn có mong muốn nhận được cái tấm vé này không ạ?
để học cái khóa học này. Và đương nhiên là học khóa học này số lượng sẽ rất là có hạn thôi. Nên là các bạn hãy chủ động chia sẻ cái livestream này, inbox hoặc là comment dưới đây là đã chia sẻ, và mình sẽ gửi cho các bạn cái tấm vé này để được học cái khóa học này. Thì hầu hết những cái phần nội dung mà mình chia sẻ trên tường cá nhân là những cái nội dung rất là cơ bản thôi. Tức là mới chỉ là định hình để các bạn hiểu rõ được những cái phần nội dung cơ bản nhất, để các bạn thay đổi một cái phần nhỏ trong cái quá trình kinh doanh online. Thế còn thực tế để mà các bạn có một cái kết quả tốt hơn, mang một cái tầm vóc về một người bán hàng chuyên nghiệp hơn, thì các bạn sẽ cần phải có những khóa học đào tạo chuyên sâu trong các cái nhóm kín. Và đương nhiên là mình sẽ đào tạo các bạn hoàn toàn miễn phí, với điều kiện là các bạn chia sẻ cái livestream này 5 hội nhóm. Xin chào Trung Mai. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này, hãy chia sẻ cái livestream này về tường, chia sẻ cái livestream này lên các nhóm. Chỉ cần 5 hội nhóm thôi là các bạn đã có cơ hội nhận một cái tấm vé về khóa học chuyên gia bán hàng online trên Facebook. Chắc chắn là sau khi học xong khóa học này, mình cam kết là các bạn áp dụng theo đúng các cái chiến lược trong khóa học, các bạn sẽ có những cái bứt phá rất là hiệu quả để mà bán hàng online tốt hơn. Xin chào Đặng Hương. Cảm ơn Thanh Mai. Mình nhận ra rằng là những người thành công thường thường là những người mà rất là nhanh nhạy, nắm bắt xu thế. Và chúc cho Thanh Mai sẽ ngày càng bùng nổ và đạt được nhiều cái kết quả tốt hơn nữa, thành công nhiều hơn nữa. Cảm ơn bạn. Mọi người hãy mọi người đang xem livestream này, mọi người hãy comment xuống phía dưới nhé. Chúng ta sẽ điểm danh xem là các bạn bao nhiêu bạn đang sẵn sàng nghe cái livestream này. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin chào Phương Dày, lâu lắm rồi không gặp trên livestream. Biết là dạo này tình hình bán hàng như thế nào? Phương Dày, hôm nào tham gia cái khóa học Hải Ninh chia sẻ thì để cho giúp cho bạn bán hàng hiệu quả hơn nhé. Bạn để cái tên này nó chưa phù hợp lắm. Xin chào Bảo Yến, mời các bạn vào xem livestream ạ. Mời các bạn vào xem livestream. Có thể nói là đây là một cái livestream mà các bạn sẽ thay đổi cái tư duy bán hàng của các bạn. Và thực sự nó là một cái thay đổi gì ạ? Để các bạn có thể nhận định một cách tổng quan về cái quá trình bán hàng online. Nó sẽ giúp cho các bạn xây dựng được cái hệ thống bán hàng bền vững hơn. Tức là đây là những cái nội dung cơ bản mà Ninh chia sẻ cho các bạn, để các bạn thấu hiểu rằng là việc bán hàng online, nếu mà các bạn muốn phát triển, muốn có doanh thu bền vững thì các bạn phải tuân thủ các cái nguyên tắc. Và trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn ba cái phương pháp để mà các bạn gì ạ, có một cái quá trình kinh doanh online bền vững, đúng không ạ? Có một cái quá trình kinh doanh online bền vững. Thì mời các bạn vào xem livestream, hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào và chia sẻ 5 hội nhóm là các bạn đã có cơ hội nhận khóa học, nhận vé vào học khóa học chuyên gia bán hàng online, được chưa? Xin chào Bảo Yến. Cảm ơn Trung Mai nhé. Cảm ơn Trung Mai. Mọi người hãy chia sẻ cái livestream đi ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này. Các bạn nhớ là mỗi lần chia sẻ thì các bạn hãy ghi cái nội dung ở cái phần nội dung chia sẻ nhé. Tức là cái chỗ phần nói gì đó về nội dung này ấy, thì khi các bạn chia sẻ thì các bạn có thể chia sẻ thoải mái vào trong các cái hội nhóm, không vấn đề gì cả. Cảm ơn Trung Mai đã chia sẻ nhé. Những bạn nào mà đã chia sẻ, các bạn hãy comment là đã chia sẻ xuống phía dưới nhé, để mình có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Và các bạn đã chia sẻ thì các bạn hãy comment đã chia sẻ, sau đó thì mình sẽ trợ lý của mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link khóa học, cái đường link khóa học để các bạn học được cái khóa học chuyên gia bán hàng online này. Thì với cái khóa học này mình đã giới thiệu rằng là mình cam kết là các bạn sẽ có doanh thu tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì trong cái khóa học này là khóa học chuyên sâu, mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các cái thao tác cũng như là các cái bước các bạn làm để có được cái khách hàng hiệu quả hơn, cũng như là cái cách chăm sóc khách hàng, gia tăng cái khách hàng từ những cái khách hàng cũ của các bạn đấy, để các bạn có thể gia tăng được cái doanh thu và gia tăng được lợi nhuận. Cảm ơn bé Bướng Bỉnh.
Xin chào Bích Hồng. Các bạn vào xem livestream, các bạn nhớ chia sẻ livestream này để nhận được vé của khóa học nhé. Nhận được vé của khóa học lớp học chuyên gia bán hàng online. Được chưa? Thế thì bao nhiêu bạn đã sẵn sàng nghe Hải Ninh chia sẻ cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Và cái thời lượng mình chia sẻ cái livestream này thì chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn thật nhanh các cái phương pháp này, để qua đây các bạn cũng sẽ thay đổi cái tư duy của các bạn về quá trình bán hàng online, có được cái gọi là cái kết quả bán hàng online bền vững, bền vững. Thì các bạn nghe cái nội dung mà mình chia sẻ thì các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn có nghe rõ không? Có nghe rõ thông tin không ạ? Nghe rõ thì các bạn hãy comment nghe rõ xuống để mình được biết nhé. Các bạn hãy comment xuống giúp cho mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Mình xin lỗi một chút. Alo mẹ à? Vâng, con đang bận dạy học một chút nhá, thì tí con gọi lại với mẹ sau. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ? Cảm ơn Trung Mai. Mọi người sẵn sàng thì mọi người hãy comment sẵn sàng xuống đi ạ. Các bạn nên nhớ rằng là khi mà các bạn đón nhận một cái điều gì đó mà các bạn thể hiện nó với một cái tâm thế và một cái năng lượng lớn, thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ truyền lại được cái năng lượng của mình. Tức là khi mà các bạn được tiếp nhận năng lượng và các bạn được truyền cái năng lượng này cho những người khách hàng của mình, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta tiếp cận được khách hàng và chúng ta gì ạ? Chúng ta truyền cho những người khách hàng của mình cái nguồn năng lượng mới, thì các bạn sẽ dễ có được khách hàng hơn. Có thể nói đây là một trong số những cái nguyên lý và mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn ở trong các cái khóa học. Ở cái nội dung livestream ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu một cách đơn giản như thế này. Khi mà các bạn gì ạ? Khi các bạn tiếp nhận mọi thứ với một cái nguồn năng lượng gọi là một cái tâm thế luôn luôn hào hứng phấn khởi, thì khách hàng đến với bạn họ cũng sẽ như vậy. Các bạn hiểu không ạ? Họ cũng sẽ như vậy. Nếu mà các bạn gì ạ? Các bạn nói chuyện với mọi người, hay là các bạn gì ạ? Các bạn có một cái thái độ thờ ơ, hay là các bạn gì ạ? Các bạn cái nguồn năng lượng của bạn thấp, thì khi bạn tiếp xúc với khách hàng của các bạn thì cái nguồn năng lượng của bạn cũng sẽ tương tự như vậy. Bạn khó có thể giải chốt được đơn hàng, bạn khó có thể nói chuyện được với khách hàng khi bản thân bạn là người như vậy. Vậy thì trong cái livestream này mình cũng sẽ thay đổi một phần cái tư duy của bạn, là các bạn gì ạ? Cần phải năng lượng lên. Bởi vì năng lượng nó luôn luôn đi đôi với ngân lượng. Khi mà các bạn thực sự gì ạ? Cảm thấy là bản thân mình trở nên là mạnh mẽ, đúng không ạ? Năng lượng và nhiệt huyết, thì bạn tiếp xúc với khách hàng, họ gì ạ? Họ sẽ thấy được cái sự truyền lửa của các bạn, họ sẽ thấy được sự nhiệt huyết của các bạn, họ sẽ thấy được cái sự quan tâm của bạn, đúng không ạ? Đối với khách hàng thì chắc chắn là bạn sẽ gì ạ? Có thể chốt được khách hàng. Đấy. Thế thì mình muốn một lần nữa mình muốn hỏi xem là bao nhiêu bạn trong số các bạn đang xem livestream này, các bạn đã thực sự sẵn sàng nghe cái nội dung mà mình chia sẻ trong buổi livestream này ngày hôm nay. Bởi vì sau cái buổi livestream này các bạn sẽ nhận thấy được rằng là gì ạ? Nếu bình thường các bạn bán hàng như là các bạn chỉ đi câu, thì ngay sau cái buổi livestream này ngày hôm nay, các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn bộ cái tư duy bán hàng của các bạn. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ bán hàng, chúng ta sẽ phát triển cái cách bán hàng của chúng ta một cách có bền vững hơn, đúng không ạ? Bền vững hơn. Đấy, vậy thì làm thế nào để có được cái điều này? Các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe cái nội dung mà Hải Ninh chia sẻ trong ngày hôm nay chưa ạ? Chỉ có 3 phương pháp duy nhất thôi ạ, 3 phương pháp duy nhất. Nhưng đó là 3 yếu tố vô cùng quan trọng, và các bạn cần gì ạ? Cần phải nhận biết được 3 yếu tố này. Xin cảm ơn Bảo Yến, cảm ơn Minh Thu, cảm ơn Kim Trần. Ok các bạn, vậy thì mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái nội dung trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Được chưa? Thế thì các bạn có biết rằng là gì ạ? Cái câu nói mà mình vẫn nói quen thuộc với các bạn ở trong các cái livestream đó là gì ạ? Là Facebook sinh ra không phải là nơi để bán hàng, đúng không ạ? Mà nó là nơi để kết nối cộng đồng. Xin chào chị Mai Phương. Nó là nơi để kết nối cộng đồng. Vậy thì nó sẽ kết nối cộng đồng như thế nào ạ? Tức là nó sẽ có cái, tức là cái sự giao tiếp giữa người với người trở nên gần gũi và thân thiết hơn, đúng không ạ? Đúng không ạ?
giữa người miền Bắc với người Việt Nam, đúng không ạ? Rồi là người châu Á với người châu Âu, tất cả cái mối quan hệ này nó sẽ trở nên gần gũi hơn, đúng không ạ? Và thân thuộc hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều thông qua cái việc kết nối trên cộng đồng Facebook, đúng không ạ? Đấy, thông qua việc kết nối trên cộng đồng Facebook và mọi người trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Cái điều này mình đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Facebook không phải là nơi để các bạn bán hàng. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể bán hàng tốt trên Facebook khi mà gì ạ? Cái nguyên tắc cộng đồng của Facebook rằng là Facebook không phải là nơi để sinh ra bán hàng. Đúng không ạ? Các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình đấy và trả lời cho cái câu hỏi đó không ạ? Đấy. Thế thì ở đây các bạn nên nhớ rằng là Facebook là nơi để chúng ta gì ạ? Chúng ta thể hiện cái mối quan tâm, đúng không ạ? Thể hiện được cái tình cảm yêu thương và cái mối gì ạ? Mối quan hệ giữa người với người. Đấy. Thế thì khi mà Facebook nó có những cái thay đổi về thuật toán, nó có những cái thay đổi thuật toán thì mục đích là gì ạ? Mục đích nó để bảo vệ người dùng, để bảo vệ người dùng, bảo vệ những cái đặc tính, bảo vệ những cái đặc tính và sứ mệnh của nó. Đúng không ạ? Sứ mệnh của nó là kết nối cộng đồng. Nếu mà nó cảm thấy nó phát hiện ra một cái gì đó bất thường, nó gì ạ? Nó gây hại cho cộng đồng thì nó sẽ sẵn sàng, đúng không ạ? Chặn bạn ngay lập tức. Đấy, sẵn sàng chặn bạn ngay lập tức, hoặc là sẵn sàng gì ạ? Cảnh báo hoặc là gửi các cái nội dung thông tin là bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đấy, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Xin chào Nguyễn Lượng, xin chào bạn Nguyễn Quang Đạt. Đấy, thế thì các bạn thấy rằng là cái quá trình tương tác và gì ạ? Và bán hàng thường xuyên gì ạ? Bị Facebook thay đổi, thường xuyên bị Facebook thay đổi. Và mục đích của nó là để nó đáp ứng được cái nhu cầu của cộng đồng. Đấy, đáp ứng được cái nhu cầu của cộng đồng. Thế thì bạn phải hiểu sứ mệnh của Facebook là sinh ra là nơi để kết nối cộng đồng, là nơi để gì ạ? Khách hàng trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Đấy. Và vậy thì chúng ta bán hàng online ở trên Facebook, chúng ta làm thế nào để gì ạ? Để có thể gì ạ? Hài hòa giữa cái việc trở thành là một nơi kết nối cộng đồng mà chúng ta vẫn bán được nhiều hàng. Có bao giờ các bạn hỏi cái câu hỏi này không ạ? Các bạn muốn biết câu trả lời này không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment xuống phía dưới nếu mà các bạn muốn biết cái câu trả lời này. Chúng ta biết rằng là Facebook là nơi sinh ra gì ạ? Là nơi sinh ra để là kết nối cộng đồng, đúng không? Không phải nơi để bán hàng. Làm thế nào để mà có thể hài hòa được hai yếu tố này? Chúng ta vẫn bán được hàng và chúng ta vẫn gì ạ? Tạo ra sự kết nối với cộng đồng. Đấy. Các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Khi mà mình chia sẻ các cái nội dung trên livestream, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mà gì ạ? Để các bạn hiểu rõ hơn gì ạ? Về Facebook cũng như là gì ạ? Các bạn thay đổi cái tư duy bán hàng thông thường. Thay đổi tư duy bán hàng thông thường. Cảm ơn chị Mai Phương. Đấy. Thế thì ok, cảm ơn Kim Trần. Anh Quang Đảng, nếu mà anh có nội dung gì mà muốn hỏi trực tiếp về cái chủ đề ngày hôm nay thì anh cứ comment xuống phía dưới nhé. Còn các comment các nội dung không liên quan thì em sẽ không trả lời ở đây. Đúng ạ? Thế thì các bạn ạ, muốn bán hàng thành công, các bạn hãy comment ngay cái nội dung quan trọng dưới đây ạ. Muốn bán hàng thành công thì các bạn phải có một Facebook hấp dẫn và gì ạ? Có thương hiệu. Muốn bán hàng thành công thì các bạn phải có một cái Facebook hấp dẫn và có thương hiệu. Các bạn hãy comment cái dòng chữ là gì ạ? Có Facebook hấp dẫn và có thương hiệu. Đây là cái từ khóa keyword để gì ạ? Để các bạn nhìn nhận lại cái quá trình bán hàng của mình. Nếu các bạn bán hàng thông thường như cái cách mà các bạn vẫn đang bán, nó là gì ạ? Nó như kiểu là chúng ta đi câu, đúng không ạ? Chúng ta cứ đăng bài viết trên gì ạ? Trên Facebook, trên các hội nhóm, trên các fanpage và chúng ta đợi người khác comment, đợi người khác inbox vào. Đấy là cái cách bán hàng đi câu. Đấy. Vậy nếu mà chúng ta bán hàng như thế thì chúng ta không thể nào mà gì ạ? Có một kết quả, có được cái doanh thu bán hàng bền vững được. Vậy thì trong cái livestream này mình chia sẻ với các bạn, đấy là cái nội dung để các bạn có được cái doanh thu bền vững. Và chính xác là gì ạ? Là các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều nếu các bạn áp dụng đúng ba cái phương pháp này. Các bạn hãy comment cái từ khóa, cái từ keyword xuống phía dưới nhé. Facebook phải hấp dẫn và có thương hiệu.
Có thể nói rằng là đây là cái phương pháp tăng doanh số một cách bền vững, và trong này mình sẽ chia sẻ với các bạn về các bí mật vàng trong bán hàng online. Các bạn hãy nghe hết đến hết cái livestream này và các bạn sẽ nhận thấy cái tư duy bán hàng của mình sẽ thay đổi rất là nhiều. Sẽ thay đổi rất là nhiều, được chưa? Cảm ơn mọi người. Thế thì trong cái phần này các bạn nhớ rằng là gì ạ? Facebook phải hấp dẫn và có thương hiệu. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn nghe rõ thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Hãy comment xuống bên dưới. Hãy comment xuống bên dưới ạ. Cái phần ghi nội dung này mình ghi rõ là tham gia khóa học chuyên gia bán hàng online, viết in hoa. Mọi người biết là khóa học gì? Rồi, ok mọi người. Thế thì các bạn sẽ phải gì ạ? Các bạn sẽ phải thể hiện cái Facebook của mình thật là hấp dẫn và có thương hiệu. Hấp dẫn và có thương hiệu thì các bạn sẽ hấp dẫn được khách hàng. Các bạn nên nhớ nhé, khi bản thân Facebook của các bạn hấp dẫn và có thương hiệu thì các bạn sẽ hấp dẫn được khách hàng. Và khi mà hấp dẫn được khách hàng, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Tức là chúng ta đưa ra các cái nội dung mà khách hàng yêu thích. Chúng ta đưa ra các cái nội dung về cuộc sống của bản thân chúng ta, đúng không ạ? Về chính cá nhân chúng ta, về gia đình chúng ta. Rồi chúng ta đưa ra các cái nội dung về công việc của chúng ta. Thì những cái nội dung này là những cái nội dung hấp dẫn thì mình sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng về nick Facebook của mình. Về nick Facebook của mình. Nếu mà các bạn để nick Facebook của các bạn, đúng không ạ, chỉ toàn đăng bài bán hàng online thì nó cũng giống như một cái tài khoản spam bán hàng. Nó giống như một cái tài khoản spam bán hàng. Nên là các bạn càng đăng cái nội dung như vậy thì Facebook sẽ càng cho giảm hiển thị bài đăng của các bạn. Đó là theo cái thuật toán của Facebook rồi. Và mình đã nhắc ngay từ ban đầu đó là gì ạ? Là Facebook nó ưu tiên gì ạ? Và theo nguyên tắc của cộng đồng nó là gì ạ? Sự kết nối. Sự kết nối. Thế nên là khi mà bạn chỉ đăng bài bán hàng thôi thì Facebook nó sẽ có cái cơ chế để nhận diện ra các cái keyword, các cái từ khóa liên quan đến bán hàng. Và nếu trên Facebook của các bạn mà có toàn những cái gì ạ, toàn những cái nội dung, toàn những cái nội dung liên quan đến bán hàng ấy, thì nó sẽ liệt kê rằng cái Facebook của bạn là một cái Facebook gì ạ, là một cái Facebook spam bán hàng. Đấy, là một Facebook spam bán hàng. Thế thì các bạn rất khó có thể thành công nếu mà các bạn xây dựng cái Facebook như vậy. Được chưa? Có bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này mà các bạn trước kia các bạn đăng bài, các bạn chỉ đăng bài bán hàng thôi, các bạn hãy comment ngay xuống dưới. Các bạn hãy comment xuống bên dưới để mình biết là xem có bao nhiêu bạn đang làm cái việc này hàng ngày. Bao nhiêu bạn đang làm cái việc này hàng ngày, các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Có bao nhiêu bạn đang làm cái việc này hàng ngày? Chúng ta chỉ đăng bài và đăng bài bán hàng. Được chưa? Các bạn hãy cứ comment xuống nhá. Các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Khi mà các bạn cứ chia sẻ, các bạn cứ comment xuống bên dưới, mình sẽ phân tích thêm cho bạn những cái gì mà các bạn cần làm, các bạn đang sai ở đâu. Chúng ta sẽ tương tác với nhau thường xuyên thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả, các bạn nhận ra được các gì ạ? Các cái giá trị cũng như là thay đổi được cái tư duy bán hàng trên Facebook. Nhiều khi có những bạn mà các bạn bán hàng ấy, có những lúc bạn bán hàng rất là chạy, bạn không biết tại sao. Có những lúc bạn bán hàng gì ạ, không ra đơn hàng và bạn cũng không biết lý do tại sao, đúng không ạ? Nó thuộc về gì ạ, cái cơ chế hiển thị bài đăng và cũng như là nhiều yếu tố khác liên quan. Và các bạn phải biết được các gì ạ, các cái nguyên tắc bán hàng online thì các bạn mới hiệu quả được, mới bán hàng hiệu quả được. Như vậy là ở đây chị thấy Lily là đang bán hàng theo cách đó, đúng không? Vậy sau ngay sau cái livestream này, nghe hết cái livestream này của chị thì em sẽ thay đổi được toàn bộ tư duy bán hàng. Nếu mà chúng ta đang bán hàng theo cách đó thì chúng ta cũng giống như việc là chúng ta như đi câu thôi. Đấy, như đi câu thôi, nay được bán được hàng và mai thì có thể là không có đồng nào. Đấy. Và cái cách bán hàng bền vững trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn. Đúng không ạ? Mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn hãy nhớ rằng là gì ạ? Chúng ta phải tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Được chưa ạ? Mời tất cả các bạn vào xem cái livestream này của Hải Ninh, chia sẻ cái livestream này lên tường. Đấy, và 5 hội nhóm là các bạn đã có nhận được một cái vé học khóa học chuyên gia bán hàng online. Và mình cam kết rằng trong cái khóa học này các bạn sẽ thực sự bùng nổ doanh số nếu các bạn cam kết làm đúng theo hướng dẫn. Bởi vì trong khóa học này mình chia sẻ những kiến thức rất chuyên sâu,
rất chuyên sâu, và chỉ có trong khóa học mình mới chia sẻ thôi, mình không chia sẻ trên tường cá nhân đâu. Nên các bạn thực sự biết nắm bắt đây là một cái cơ hội cho các bạn, thì các bạn chỉ cần chia sẻ cái livestream này lên 5 hội nhóm để mình gia tăng số lượng người tiếp cận, cũng như là gì ạ, bạn có cơ hội để nhận được cái tấm vé để vào học cái khóa học này. Và đương nhiên là khóa học này mình chỉ cho số lượng có hạn thôi, số lượng người có hạn trong cái khóa học này. Bởi vì nếu mà khi có gì ạ, khi mà các bạn tham gia khóa học này thì mình sẽ được gì ạ, sẽ được mình training trực tiếp, mình training trực tiếp cho các bạn, và mọi vấn đề khó khăn hay thắc mắc của các bạn thì mình sẽ gì ạ, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho bạn. Nên là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái gì ạ, ưu ái hơn rất là nhiều so với việc là các bạn gì ạ, được nghe cái livestream ở trên tường. Xin chào Thùy Lê nhé. Đấy, thế thì các bạn phải xây dựng một Facebook gì ạ, bán hàng có thương hiệu. Đây có thể nói rằng là một cái điều rất quan trọng, rất rất quan trọng. Bởi vì khi mà bạn xây dựng được một cái Facebook bán hàng có thương hiệu thì bạn sẽ duy trì được cái kết quả, được cái doanh thu bán hàng trong một thời gian rất là dài. Trong một thời gian dài, đúng không? Và cái sự ổn định và doanh số của bạn nó sẽ rất là tốt. Đấy, nếu không thì bạn khó có thể duy trì được doanh số của các bạn, đúng không ạ? Thế thì mình chia sẻ các cái kiến thức, nội dung trong cái livestream này là những kiến thức vô cùng giá trị, và các bạn nghe, các bạn thấy là các bạn cảm thấy phù hợp, các bạn áp dụng. Còn nếu không các bạn cảm thấy là chỗ nào nó chưa đúng thì các bạn có thể gì ạ? Có thể tham gia. Nhưng mà về cơ bản những cái nội dung kiến thức giá trị này là mình đã gì ạ? Mình đã được học hỏi và mình đã được trải nghiệm. Mình đã thấy gì ạ? Mình đã thấy nó hoàn toàn đúng đắn. Và bây giờ ngày hôm nay mình đã có kinh nghiệm để mình chia sẻ lại cho các bạn, thì chắc chắn nội dung kiến thức này nó đã gì ạ? Nó đã giúp cho rất nhiều người bán hàng thành công hơn rồi, được chưa? Thế thì các bạn đã sẵn sàng để mình chia sẻ cái nội dung chính trong cái livestream ngày hôm nay chưa? Các bạn sẵn sàng thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Cái nội dung này ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn có thể áp dụng được dành cho những người mà đang chạy quảng cáo, các bạn cũng có thể áp dụng được. Đấy, và áp dụng cụ thể như thế nào thì các bạn hãy nghe hết cái livestream này thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nhé. Đấy, và cái livestream này mình chỉ dành cho những bạn nào mà đang có doanh số. Còn nếu các bạn chưa có doanh số nhá, thì các bạn chưa áp dụng được ở cái livestream này đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là dành cho những người mới bắt đầu, thì mình có khóa học khác dành cho những người mới bắt đầu kinh doanh online, thì mình có khóa đào tạo riêng. Còn cái nội dung livestream trong cái buổi livestream này ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn là những gì ạ? Là những kiến thức dành cho những người đang có doanh số rồi và họ muốn tăng doanh số thêm, thì mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn hãy comment xuống dưới nhé. Mình muốn nhìn thấy các comment của các bạn. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng rồi, các bạn hãy comment đi ạ. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng, các bạn hãy comment nhé. Cảm ơn Thùy Lê. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Các bạn hãy comment sẵn sàng nhé. Hãy comment sẵn sàng xuống bên dưới. Cảm ơn Nguyễn Lượng. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Mình sẽ chia sẻ ngay lập tức nội dung ngay sau đây. Các bạn hãy gì ạ? Hãy thể hiện cái năng lượng của bạn lên nếu mà các bạn thực sự muốn thay đổi kết quả bán hàng. Bản thân các bạn nếu mà các bạn thực sự muốn thay đổi kết quả bán hàng thì các bạn cũng gì ạ? Phải thay đổi cái năng lượng của các bạn lên. Đúng không ạ? Các bạn hãy sẵn sàng. Ok, cảm ơn Nguyễn Lượng. Được chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phương pháp đầu tiên ở đây. Phương pháp thứ nhất, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Phương pháp thứ nhất là tập trung vào khách hàng hiện hữu. Tập trung vào khách hàng hiện hữu. Được chưa?
tập trung vào khách hàng hiện hữu. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Tập trung vào khách hàng hiện hữu. Nội dung này các bạn đã ghi được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới ạ. Tập trung vào khách hàng hiện hữu. Thế thì cách mà các bạn tập trung vào khách hàng hiện hữu như thế nào? Các bạn có đang tập trung vào khách hàng không? Hay là các bạn đang gì ạ? Đang quan tâm đến túi tiền của khách hàng? Hầu hết thì mọi người bán hàng online đều gì ạ? Đều chưa biết cách tập trung vào khách hàng hiện hữu. Đúng không ạ? Cảm ơn chị Lượng. Nếu mà chị thực sự muốn phát triển doanh số cao hơn nữa thì chị cứ inbox cho em sẽ cho hỗ trợ chị thêm các chiến lược để chị bán hàng hiệu quả hơn nữa. Đấy. Tuyển được nhiều sỉ hơn nữa. Được chưa? Tập trung vào khách hàng hiện hữu. Đó. Xin chào Nguyễn Diệu Linh. Thế thì chúng ta sẽ tập trung vào khách hàng hiện hữu như thế nào? Trong cái livestream của Hải Ninh ngày hôm qua, mình đã chia sẻ với các bạn gì ạ? Những bạn nào xem livestream thì các bạn đã đều biết rồi đúng không ạ? Mình đã chia sẻ với các bạn về gì ạ? Về cái cách mà các bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nhưng đó chỉ là gì ạ? Đó chỉ là cái nội dung cơ bản nhất để các bạn mường tượng ra được khách hàng tiềm năng của các bạn là gì ạ? Trong độ tuổi nào, giới tính là bao nhiêu, rồi là gì ạ? Khu vực họ sinh sống ở đâu? Họ làm nghề gì? Đúng không ạ? Thì đó là phần nội dung cơ bản thôi. Còn trong cái livestream này mình chia sẻ các bạn là các bạn tập trung vào khách hàng hiện hữu như thế nào. Nếu mà trong khoảng từ 1 đến 3 tháng đầu các bạn kinh doanh online và các bạn gì ạ? Các bạn có thể gì ạ? Có thể phân tích cái khách hàng tiềm năng của mình. Các bạn có thể định lượng khách hàng tiềm năng của mình, đúng không ạ? Phỏng đoán khách hàng tiềm năng của mình trong cái độ tuổi này, trong cái giới tính này, đúng không ạ? Trong khu vực vùng miền, trong gì ạ? Nghề nghiệp mà họ đang gì ạ? Đang có nghề nghiệp đó. Thế thì phần này cái tập trung khách hàng hiện hữu là một cái phần rất là khó. Thì các bạn hãy nghe thật là kỹ nhé, hãy nghe thật là kỹ để mình phân tích cho bạn thấy này. Nếu mà 1 đến 3 tháng đầu các bạn có thể ước lượng được cái khách hàng tiềm năng của mình là ai, mình có thể phỏng đoán được chân dung của khách hàng tiềm năng. Thì sau đó đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải vẽ chính xác chân dung khách hàng của mình. Mình phải vẽ chính xác chân dung khách hàng của mình. Tức là gì ạ? Mình muốn vẽ được chính xác chân dung khách hàng thì mình sẽ dựa vào toàn bộ gì ạ? Những cái khách hàng mà đã mua cái sản phẩm của mình. Mình có số liệu đúng không ạ? Để phân tích khách hàng. Và từ 100 đến 200 khách hàng sau khi mà mình bán cho khách hàng xong, tức là từ cái thời điểm mà từ khi mình bắt đầu bán hàng online đến khi gì ạ? Đến khi mình có một cái số lượng khách hàng online rơi vào tầm khoảng, tức là số lượng khách hàng mua hàng của mình ấy rơi vào khoảng tầm hơn 200 khách hàng là mình đã gì ạ? Đã có con số đó để phân tích được rồi. Thì khi mà mình phân tích lại cái số liệu đó, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ lập ra một cái bảng Excel hoặc là chúng ta sẽ lập một cái bảng tính ở trên sổ để chúng ta phân tích được xem là những cái khách hàng mà đã mua hàng của chúng ta, họ thực sự là nằm phần lớn ở độ tuổi nào, đúng không ạ? Phần lớn họ làm công việc gì? Họ là người có gia đình hay chưa? Đúng không ạ? Họ độ tuổi bao nhiêu? Rồi là họ ở những cái vùng nào là chủ yếu? Thì đấy chính là gì ạ? Là cách mà chúng ta có được một chân dung khách hàng tiềm năng chính xác. Chân dung khách hàng tiềm năng chính xác, được chưa? Đấy, cái chỗ phần này các bạn có hiểu không ạ? Phần này hơi khó một chút nhá. Thì chỉ dành cho hầu hết là những bạn nào đã kinh doanh online, có doanh số rồi thì các bạn xem cái livestream này rất là phù hợp. Còn nếu bạn nào mới bắt đầu kinh doanh online thì các bạn có thể xem, các bạn có thể là hơi khó hiểu một chút. Được không ạ? Phải phân tích cái số liệu của khách hàng của các bạn ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chân dung khách hàng của bạn chính xác. Chân dung khách hàng của bạn chính xác. Nếu mà bạn chạy quảng cáo bạn tiếp cận được 1.000 người, đúng không ạ? Bạn bán được tiếp cận khoảng 3.000 người, bạn bán được 1.000 đơn hàng. Thì trong cái 1.000 đơn hàng đầu tiên này mình đã có số liệu để mình phân tích khách hàng xem họ tập trung chủ yếu là họ ở đâu, họ làm gì, độ tuổi bao nhiêu, giới tính, khu vực vùng miền, vân vân. Thì các cái đặc tính đó khi mà bạn gì ạ? Bạn có nó rồi, bạn sẽ tập trung gì ạ? Khai thác những cái khách hàng này
đúng không ạ? Và xem họ ở các hội nhóm nào để mình quét những khách hàng tiềm năng này về trên nick của mình. Đấy. Thế thì ở đây đối tượng khách hàng sẽ có hai loại, đúng không ạ? Đối tượng khách hàng sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là loại có nhu cầu sẵn về sản phẩm dịch vụ. Và loại thứ hai là gì ạ? Là khách hàng có nhu cầu nhưng mà chưa đủ lớn. Có đúng không ạ? Các bạn có thấy là đang phân ra hai loại khách hàng đúng không ạ? Một loại là có nhu cầu và một loại là có nhu cầu nhưng chưa đủ lớn. Tức là khách hàng tiềm năng của chúng ta sẽ phân ra thành hai loại. Thì cái đối tượng khách hàng tiềm năng của chúng ta mà chúng ta đang phân thành hai loại như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào đối với họ? Nào các bạn hãy cho mình cái câu trả lời đi ạ. Những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn hãy trả lời cái câu hỏi cho mình. Nếu mà khách hàng tiềm năng của các bạn phân thành hai loại. Loại thứ nhất là gì ạ? Có nhu cầu, đúng không ạ? Có nhu cầu. Và loại thứ hai là có nhu cầu nhưng chưa đủ lớn. Vậy làm thế nào để họ trở thành khách hàng của mình? Các bạn hãy thử trả lời cái câu hỏi này để mình xem là các bạn đang ứng xử với khách hàng như thế nào. Nào các bạn hãy comment đi ạ. Làm gì đối với những khách hàng tiềm năng này? Với những khách hàng có nhu cầu thì mình sẽ làm gì nào? Thùy Lê, câu trả lời của bạn rất là hay. Tán họ như tán gái. Thế còn các bạn khác thì sao? Khi mà khách hàng tiềm năng của chúng ta thuộc cái loại thứ nhất là họ có nhu cầu rồi, đúng không ạ? Tức là mình biết mười mươi rằng là họ đang cần cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Bởi vì chính bản thân họ có thể là họ đang trực tiếp trên tường cá nhân, họ đang cần mua cái sản phẩm gì, đúng không ạ? Họ đang trực tiếp lên, như vậy là họ đã có nhu cầu rồi. Vậy làm thế nào để gì ạ? Để bạn có thể thuyết phục được họ và trở thành khách hàng của bạn, thì bạn phải cần gì ạ? Bạn cần phải làm gì? Bạn sẽ cần phải gì ạ? Cần phải để cho họ tin mình, đúng không ạ? Tin tưởng mình, họ tin họ sẽ mua sản phẩm cho bạn. Và vấn đề nó nằm ở chỗ là gì ạ? Là thời gian. Nếu khi mà họ tin rồi họ sẽ mua sản phẩm cho bạn, và quan trọng là cái thời gian mà các bạn gì ạ, các bạn tiếp cận với họ. Nếu bạn tiếp cận với họ đủ lâu và đủ sâu thì chắc chắn là họ sẽ gì ạ? Họ sẽ mua hàng cho bạn. Cảm ơn comment của Nguyễn Lượng. Thực ra thì khi mà bạn giới thiệu và thuyết phục họ thì cái phần này nó chỉ là nó có một cái tỷ lệ nhất định, chứ còn để mà đạt được 100% mà khách hàng mua của mình thì chắc chắn là nó sẽ không đạt được 100%, đúng không ạ? Bởi vì có những khách hàng là càng thuyết phục họ lại càng chạy, càng thuyết phục họ lại càng chạy. Thế thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Phải để cho họ tin mình. Và việc họ tin mình hay không thì toàn bộ trên Facebook mình đã hướng dẫn các bạn gì ạ? Một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Họ nhìn vào họ đã tin hơn rồi. Các bài đăng của bạn gì ạ? Chia sẻ các cái nội dung theo công thức Hải Ninh đã chia sẻ, đúng không ạ? Khi mà họ nhìn vào Facebook của bạn, họ nhìn vào các bài đăng của bạn, họ nhìn thấy cái gì ạ? Phong cách của bạn, họ sẽ có một cái niềm tin. Và vấn đề còn nặng là các bạn gì ạ? Sẽ nói chuyện với họ. Nhưng nói chuyện đây không phải là chúng ta tư vấn về sản phẩm nữa, mà nói chuyện với họ là gì ạ? Là chúng ta gì ạ? Quan tâm đến cái gì ạ? Cái nhu cầu của họ. Cái nhu cầu của họ. Đấy, quan tâm đến cái nhu cầu của họ. Được chưa ạ? Các bạn đang bán cái sản phẩm dịch vụ gì, các bạn cứ comment xuống dưới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Đúng không ạ? Ví dụ như là khách hàng người ta đang có nhu cầu để mua cái sản phẩm mỹ phẩm. Thì với cái nhu cầu đó, đúng không ạ? Thì bạn phải diện nói chuyện với khách hàng về cái việc là họ muốn làm đẹp và gì ạ? Và cái việc làm đẹp đó thì họ sẽ được có cái kết quả như thế nào? Đấy, họ cần phải làm gì? Mình nói chuyện với khách hàng để giúp cho khách hàng gì ạ? Giải quyết cái vấn đề của họ. Đấy. Thế thì các bạn có gặp những cái trường hợp mà khách hàng gì ạ? Hỏi các bạn sản phẩm, đúng không ạ?
Ví dụ như này, họ hỏi để cho biết về cái sản phẩm của bạn. Ví dụ như giả sử như là cỏ máu Tâm An này, họ nghe một cái tên rất là lạ đúng không? Họ hỏi là họ comment, họ hỏi bạn, hoặc họ inbox họ hỏi bạn là gì ạ? Cái sản phẩm của bạn là gì, có tác dụng gì, họ hỏi để cho biết đúng không ạ? Rồi có những trường hợp là họ hỏi vì tò mò, họ hỏi vì tò mò đấy. Rồi là gì ạ? Họ hỏi xem là họ có nên gì ạ, có nên nên dùng hay không đúng không ạ, có nên dùng hay không. Rồi họ thấy lạ họ hỏi, hoặc là họ hỏi để xem nó như thế nào. Rồi họ hỏi để mà dò hỏi, tức là tất cả cái nội dung đó là họ hỏi để họ hỏi cho biết, họ để đấy. Có rất nhiều khách hàng như vậy đúng không ạ? Có rất nhiều khách hàng hỏi để đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chia khách hàng thành các cái kiểu như vậy. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là với cái, các cái khách hàng như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến họ nhiều. Vậy làm thế nào để biết là họ là những người như vậy? Đúng không ạ? Làm thế nào để biết họ là những người như vậy? Thế thì bạn cần phải gì ạ? Lập một cái danh sách khách hàng. Cái danh sách khách hàng của bạn ấy, đúng không ạ? Phân tích vào trên, phân tích dựa trên chính các cái số liệu của các bạn mà đã có cái nguồn khách hàng từ trước. Sau khi phân tích xong, bạn đã rút ra được gì ạ? Độ tuổi này, giới tính này, khu vực vùng miền này, rồi là tình trạng hôn nhân này, có thể người có gia đình hoặc người chưa có gia đình này, rồi là gì ạ? Quê quán này, vân vân. Và các cái đặc tính đó bạn chung quy lại thì những người mua sản phẩm của bạn là những người là ở đâu, là độ tuổi nào, khu vực vùng miền ra sao, đấy, giới tính là gì, có gia đình hay chưa. Khi mà các bạn phân tích được như vậy thì khách hàng, những cái người mà nằm ngoài trong khu vực đó hỏi bạn, đúng không ạ, thì bạn sẽ nhận định được là với khách hàng này mình có dành thời gian nhiều hay không, bạn hiểu không ạ, có tập trung nhiều hay không. Đấy, thì đấy là cái phần diện tập trung của khách hàng hiện hữu. Cái phần này các bạn nghe có khó hiểu lắm không ạ? Tức là chúng ta sẽ phải vẽ chân dung khách hàng một cách kỹ lưỡng, một cách cụ thể, một cách chi tiết ra, một cách chi tiết ra. Và muốn có được chân dung khách hàng một cách chính xác thì các bạn sẽ dựa vào gì ạ? Cái số lượng khách hàng mà các bạn đã bán được trên cái sản phẩm của mình. Mình phân tích nó ra, đúng không ạ? Và về cơ bản thì cái số lượng khách hàng khoảng tầm từ 200 đến 300 khách hàng là mình đã có thể phân tích ra được cái đáp án rồi. Mình đã có thể vẽ được cụ thể cái chân dung khách hàng một cách chi tiết rồi. Nên các bạn hãy chú ý cái phần này nhé. Thế thì phần nội dung thứ hai ở trong cái phần khách hàng hiện hữu này là các bạn phải gì ạ? Phải biết ơn khách hàng. Mình sẽ biết ơn khách hàng vì gì ạ? Vì họ đã tin tưởng và mua sản phẩm của mình. Họ đã tin tưởng và mua sản phẩm của mình, đấy chưa ạ? Thế thì hầu hết các bạn có bao giờ quan tâm lại tới những cái khách hàng mà họ đã từng mua sản phẩm của mình không? Nào, mời các bạn hãy comment cái nội dung ở đây xem nào. Mời các bạn hãy comment các nội dung, cái câu hỏi của mình để mình có thể biết được cái câu trả lời của các bạn như thế nào. Các bạn có quan tâm lại những cái khách hàng mà đã từng mua sản phẩm của mình không? Có thể là một tuần sau khi mua, đúng không ạ? 2 tuần, 3 tuần hay 1 tháng sau khi mua, các bạn có bao giờ hỏi thăm lại họ không? Các bạn có bao giờ hỏi thăm lại họ không ạ? Lúc đầu thì bạn quan tâm đúng không? Sau thì nhiều khách hàng quá bỏ ca. Ok, cảm ơn Thùy Lê. Còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác có kịp quan tâm đến khách hàng của mình không? Đúng không ạ? Có hỏi thăm khách hàng của mình không? Ví dụ như trà giảm cân của Lily này, đấy, sau khi bán cho khách hàng xong thì một tuần sau mình có hỏi khách hàng là giảm được bao nhiêu cân không? Đúng không ạ? 2 tuần sau, 3 tuần sau mình có hỏi lại khách hàng không? 1 tháng sau mình có hỏi lại khách hàng không? Đó, vấn đề nằm ở chỗ là gì ạ? Chúng ta không quan tâm được khách hàng, đúng không ạ? Hầu hết chúng ta bán hàng xong cho khách hàng là chúng ta đều không quan tâm được cho khách hàng nhiều với những khách hàng cũ. Có đúng không ạ? Hầu hết các bạn đều mắc cái phần này.
Hầu hết các bạn đều mắc phần này đúng không ạ? Vậy thì các bạn nên nhớ rằng là gì ạ? Là chúng ta muốn bán hàng một cách bền vững thì các bạn quan tâm chăm sóc tới đối tượng khách hàng cũ nữa. Bởi vì mình sẽ phân tích cho các bạn một cái bài toán ở đây như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ phải quan tâm chăm sóc khách hàng cũ từ việc gì ạ? Từ việc là xem là gì ạ? Chúng ta có thể chúc mừng ngày tháng, chúc mừng ngày sinh nhật của họ khi mà đến cái ngày sinh nhật của họ. Hoặc là chúng ta có thể gì ạ? Chúc mừng bằng những cái tờ thiệp, những cái lời hỏi thăm, những cái lời động viên, những lời chia sẻ, những lời quan tâm, những cái hình ảnh chúc mừng sinh nhật. Điều đó rất là đơn giản. Nhưng mà hầu hết thì các bạn không có thời gian để làm. Đúng không ạ? Hầu hết không có thời gian để làm. Thế thì các bạn nên nhớ một cái điều hết sức là quan trọng, mà có thể nói đây là một trong số những cái bí mật vàng. Bí mật vàng để mà các bạn phát triển bán hàng online hiệu quả. Đó là gì ạ? Các bạn nên nhớ rằng những khách hàng mà đã từng mua hàng của mình rồi, họ dễ dàng mua hàng của chúng ta lần thứ hai. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và dễ dàng mua hàng của chúng ta lần thứ ba. Và cái sự dễ dàng đó ngày càng rút ngắn lại. Đúng không ạ? Thì các bạn nên nhớ rằng là khách hàng cũ của chúng ta, nếu mà chúng ta tiếp tục và chúng ta khai thác được họ, gì ạ? Chúng ta quan tâm đến họ và chúng ta tiếp tục khai thác được họ, thì họ mới chính là gì ạ? Mới chính là cái nguồn để làm giàu của chúng ta. Các bạn hiểu ạ? Chính là nguồn để làm giàu của chúng ta. Đấy. Thế thì cái hành vi của khách hàng là gì ạ? Những cái khách hàng mà người ta mua sản phẩm của bạn rồi đấy, thì họ đều rất là mong muốn được bạn quan tâm hỏi thăm. Đúng không ạ? Giả sử như chị mua giảm cân của Lily nhá, mấy Lily còn ở đây không? Các bạn hãy comment xuống dưới nhá. Giả sử chị mua sản phẩm giảm cân của Lily, đúng không ạ? Khi mà trong cái liệu trình mình dùng, thì một tuần mình dùng xong, đúng không ạ? Một tuần mình dùng xong cũng không thấy người bán hỏi thăm gì cả. Hai tuần dùng xong cũng không thấy người bán hỏi thăm, đúng không ạ? Ba tuần dùng xong cũng không thấy gì. Như vậy thì cái cảm giác gì ạ? Cái cảm giác mà không được quan tâm chăm sóc thì khách hàng, người ta không được quan tâm chăm sóc, thì cái cảm giác đó nó rất là gì ạ? Nó rất là không vui, đúng không ạ? Thế còn ngược lại thì sao? Nếu mà khách hàng nhá, họ được quan tâm, đúng không ạ? Họ được quan tâm, họ được bạn hỏi thăm thường xuyên, thì dù có thể là cái trà giảm cân của bạn không giảm được nhiều như cái mong đợi hay kỳ vọng của người ta, nhưng mà cái sự quan tâm của bạn gì ạ? Làm cho khách hàng người ta cảm thấy ấm áp hơn. Vậy thì bạn sẽ làm gì ạ? Bạn sẽ có được cái khách hàng đó là khách hàng tri kỷ, và họ thậm chí họ sẽ gì ạ? Họ sẽ giới thiệu những cái khách hàng khác cho bạn, và thậm chí là họ còn có thể là tiếp tục mua cái sản phẩm đó cho bạn ở những cái lần tiếp theo, đúng không ạ? Chỉ cần bạn quan tâm chăm sóc họ, đúng không ạ? Và yêu thương họ, hỏi thăm họ. Thế thì theo cái nguyên lý là gì ạ? 80% thu nhập của bạn là từ 20% khách hàng thân thiết. Các bạn phải có những khách hàng thân thiết này thì các bạn mới phát triển được bền vững. Mới phát triển được bền vững nhá. Các bạn nhớ là các bạn đang xem cái live stream này, các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về tường và 5 hội nhóm trở lên để các bạn nhận được cái vé khóa học chuyên gia đào tạo, chuyên gia bán hàng online. Và cái khóa học này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái những cái kiến thức nó thực sự là chuyên sâu. Nó sẽ giúp cho các bạn bán hàng bùng nổ hơn rất nhiều. Bởi vì trong này là những cái gì ạ? Trong này là những cái kỹ thuật cũng như là cái tuyệt chiêu bán hàng. Nên là các bạn đừng có gì ạ? Đừng có bỏ lỡ. Chia sẻ live stream mà được nhận vé khóa học, mà khóa học này hoàn toàn miễn phí, thì các bạn tốt nhất là các bạn gì ạ? Nên mời cả bạn bè vào để mà xem cái live stream này để mà bán hàng hiệu quả hơn. Đấy. Có rất nhiều bạn là khi mà bán hàng online xong không hỏi thăm khách hàng. Nhiều khi là gì ạ? Khách hàng người ta gì ạ? Có thể là khó khăn một chút. Người ta không thường xuyên mua quần áo, hay là mua quần áo thời trang hay mua váy như những cái hồi đầu. Vậy thì bạn cũng phải nhắn tin lại hỏi thăm họ xem là dạo này chị bận à, hay chị đang có công việc gì hay như thế nào, đúng không ạ? Dạo này tức là mình sẽ có cái động thái để hỏi thăm khách hàng. Thì khi đó khách hàng người ta sẽ trải lòng là à, dạo này chị mập rồi, là chị mặt chị lên nhiều mụn, chị xấu hơn và chị ngại, đúng không ạ? Chị cảm thấy là nếu mà mua thêm quần áo mặc thì cũng không được tự tin, đúng không ạ? Thế thì khi đó mình nói chuyện với khách hàng, mình nói chuyện với khách hàng, rồi mình chia sẻ với khách hàng, mình đồng cảm với khách hàng những cái gì ạ? Những cái mà họ đang gặp phải như vậy. Và rồi gì ạ? Mình sẽ có thể là tặng quà cho khách hàng, đúng không ạ? Để cho họ cảm thấy vui hơn, tinh thần họ phấn chấn hơn. Họ đang gặp khó khăn về tài chính thì mình có thể tặng thêm một cái phần quà nho nhỏ cho khách hàng. Thì chắc chắn là bạn có cái khách hàng tri kỷ. Bởi vì họ không, các bạn nên hiểu rằng cái nguyên lý cho nhận là gì ạ? Khi được người ta nhận bạn một cái gì đó
đúng không ạ, thì hầu hết mọi người đều gì ạ, đều có cái phản ứng gì ạ, là trao tặng lại, trao tặng lại, tức là bạn cho đi đúng không ạ, thì bạn sẽ được nhận lại, thậm chí bạn được nhận lại nhiều hơn thế. Nếu mà gì ạ, bạn có thể tặng họ một món quà nho nhỏ, nhưng mà họ có thể cho bạn là gì ạ, cho bạn thêm nhiều khách hàng mới đúng không ạ, họ chỉ cần giới thiệu thêm 2-3 khách hàng mới là bạn gì ạ, bạn đã có cái nguồn doanh thu nhiều hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ. Thế nên là một cái món quà nho nhỏ của bạn nó cũng chỉ gì ạ, nó cũng sẽ giúp cho bạn có một cái khách hàng thân thiết, có thêm nhiều khách hàng thân thiết hơn. Thì các bạn nên nhớ là cái điều quan trọng đó là gì ạ, là các bạn phải thường xuyên biết ơn, đúng không ạ? Biết ơn những cái người mà đã gì ạ, tin tưởng vào mua hàng của mình, và họ sẽ là người dễ dàng mua hàng của chúng ta lần thứ hai, lần thứ ba đúng không ạ, và thậm chí họ chính là người gì ạ, là người marketing không đầu của chúng ta, là người giới thiệu thêm khách hàng cho chúng ta. Thế nên các bạn phải gì ạ, quan tâm chăm sóc họ. Nếu các bạn gì ạ, không có gì ạ, bạn không có thời gian để quan tâm chăm sóc họ, thì bạn có thể sử dụng cái phần mềm Inbox FB, cái phần mềm đấy hiện mình đang cung cấp, tức là các bạn lưu sẵn danh sách những cái khách hàng tiềm năng này, à những cái khách hàng thân thiết này vào một tệp, và gì ạ, chỉ cần vài ngày bạn lại lấy cái tệp đó ra, bạn nhắn tin, thì toàn bộ những khách hàng là khách hàng của bạn, họ đều nhận được tin nhắn quan tâm yêu thương của bạn đúng không ạ, họ lại nói chuyện với bạn tiếp, và gì ạ, gia tăng cái mức độ thân thiết tiếp theo đấy. Và cái tệp này luôn luôn có sẵn trong cái gì ạ, trong cái phần mềm đó, bạn chỉ việc là nhắn tin với họ, quan tâm tới họ thường xuyên hơn đúng không ạ. Thế thì một cái tin nhắn đó bạn có thể gửi một lúc 50 người hay 100 người tùy bạn đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Thì đấy là cái phương pháp thứ nhất là mình chia sẻ trong cái live stream này ngày hôm nay. Thì đến cái phần phương pháp này, các bạn đã hiểu chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn có cảm thấy là cái sự thay đổi được phần nào về cái tư duy bán hàng của mình không? Các bạn hãy comment xuống để cho mình được biết không ạ? Với cái phương pháp thứ nhất này các bạn đã hiểu được phần nào chưa? Còn hai phương pháp nữa mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Được chưa? Mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Duyên ơi, nóng quá này chị uống sao được. Đấy là cái phương pháp thứ nhất nhá. Các bạn nhớ phương pháp thứ nhất. Thì với cái phương pháp này các bạn lưu ý nhá, là các bạn sẽ gì ạ? Sẽ tập trung vào khách hàng hiện hữu của các bạn, đúng không ạ? Tập trung vào khách hàng hiện hữu của các bạn, và các bạn gì ạ, quan tâm thêm cái khách hàng thân thiết của các bạn nữa, thì việc mà các bạn bán hàng online sẽ gì ạ, phát triển bền vững hơn rất là nhiều. Đấy là cái phương pháp đầu tiên. Cái phương pháp thứ hai các bạn muốn nghe tiếp ạ? Cái phương pháp thứ hai mà mình chia sẻ ở đây đó chính là cái phương pháp tập trung phát triển thương hiệu. Các bạn comment xuống dưới nhé. Tập trung phát triển thương hiệu ạ. Được chưa? Các bạn comment xuống dưới được xong chưa? Tập trung và phát triển thương hiệu. Có thể nói đây là một gì ạ? Đây là một cái bí kíp vàng để mà gì ạ, bạn có thể có một cái doanh thu bền vững. Các bạn phải tập trung phát triển thương hiệu của các bạn. Bởi vì các bạn biết rồi ạ, khi mà thương hiệu của các bạn rõ ràng, đúng không ạ, rõ nét và đúng đối tượng, Thì làm sao ạ, thì các bạn sẽ gì ạ, bán hàng rất là hiệu quả. Tức là chúng ta gì ạ, phát triển cái thương hiệu của chúng ta là tập trung vào khách hàng. Các bạn nhiều khi mà các bạn bán hàng ấy mà các bạn gì ạ, cứ tập trung vào túi tiền của khách hàng là các bạn không bán được hàng đâu. Và gì ạ, cái kết quả bán hàng của bạn, cái doanh thu bán hàng của bạn sẽ không bao giờ gì ạ, không bao giờ có thể bền vững được. Có thể là lúc này nó rất là tốt, đúng không ạ, bán được rất là nhiều hàng, nhưng mà có thể thời điểm khác thì gì ạ, không có ai mua hàng, đúng không ạ, cả ngày không có một đồng doanh thu.
thì đó là vì thương hiệu của bạn không có mạnh. Vì thương hiệu của bạn không có mạnh. Vậy thì trong cái phần livestream này, mình chia sẻ với các bạn cái nội dung phương pháp thứ hai, đó chính là tập trung phát triển thương hiệu. Tập trung phát triển thương hiệu. Đấy. Thì trong cái phần phát triển thương hiệu này thì các bạn nên nhớ ạ. Các bạn phát triển thương hiệu thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào khách hàng. Các bạn hãy tập trung chủ yếu vào khách hàng. Đấy. Vậy làm thế nào để chúng ta tập trung được vào khách hàng? Đúng không ạ? Làm thế nào để chúng ta tập trung được vào khách hàng? Nếu mà các bạn bán các cái sản phẩm, ở đây có bạn nào bán cái sản phẩm liên quan đến đến dược phẩm không ạ? Nếu các bạn bán các sản phẩm liên quan đến các cái sản phẩm về liên quan đến sức khỏe, thì các bạn mà tập trung vào sản phẩm, tập trung vào giá của sản phẩm là các bạn sẽ thất bại. Mà cái vấn đề ở đây là các bạn phải tập trung vào xã hội. Các bạn sẽ phải tập trung vào gì ạ? Những cái người nổi tiếng, tập trung vào việc truyền thông, tập trung vào gì ạ? Những cái nội dung có tính nhân văn cao và tính lay động lòng người thì các bạn sẽ hút được khách hàng. Các bạn sẽ hút được khách hàng. Thế còn nếu mà các bạn gì ạ? Xác định rằng cái sản phẩm của các bạn là sản phẩm giá rẻ thì các bạn sẽ tập trung vào gì ạ? Các bạn sẽ tập trung vào phát triển thương hiệu giá rẻ. Phát triển thương hiệu giá rẻ. Được chưa ạ? Các bạn nên nhớ là nếu mà một người bán hàng bình thường, họ chỉ tập trung vào giá, đúng không ạ? Vào giá cả. Thì một người bán hàng thông minh là người ta sẽ tập trung vào thương hiệu. Các bạn hãy comment cái nội dung này nhé. Hãy comment nội dung này. Một người bán hàng thông minh sẽ tập trung vào thương hiệu. Xin chào Quyên. Một người bán hàng thông minh sẽ tập trung vào thương hiệu. Các bạn hãy comment xuống dưới giúp mình nhé. Một người bán hàng thông minh sẽ tập trung vào thương hiệu, đúng chưa? Bởi vì khi mà các bạn tập trung vào thương hiệu, đấy, khi các bạn tập trung vào thương hiệu thì sản phẩm của các bạn nhé, dù là cái sản phẩm này có thể lỗi một chút hoặc là sản phẩm này có thể ra chậm một chút, thì khách hàng người ta vẫn tin yêu và ủng hộ cho bạn. Một phần trong số đó khách hàng vẫn tin yêu và ủng hộ cho bạn. Đấy. Còn nếu mà các bạn chỉ tập trung vào giá cả là các bạn sẽ gì ạ? Sẽ không thể nào mà phát triển bền vững được. Hãy tập trung vào thương hiệu của các bạn. Hãy tập trung vào thương hiệu của bạn. Đấy. Hãy tập trung vào thương hiệu của các bạn. Cảm ơn Kim Trần. Đúng rồi, một người bán hàng thông minh phải tập trung vào thương hiệu. Vì các bạn nên nhớ rằng là thương hiệu là cái gì ạ? Về cơ bản, thương hiệu là một cái giá trị mà do bạn gì ạ? Bạn tạo ra nó và nó đem lại gì ạ? Cái giá trị lớn cho cộng đồng. Đúng không ạ? Bản thân bạn, bạn muốn bán được hàng. Bạn muốn bán hàng bền vững. Và trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn là cái cách mà các bạn gì ạ? Trong cái phần này là cái nội dung, cái phương pháp đó là các bạn phải tập trung vào thương hiệu. Thì khi các bạn tập trung vào thương hiệu, tức là gì ạ? Tức là chúng ta sẽ tập trung vào chính bản thân của chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào chính bản thân của chúng ta. Chúng ta tập trung vào gì ạ? Vào bản thân chúng ta để chúng ta nâng cao kiến thức. Để chúng ta nâng cao kiến thức, chúng ta nâng cao kỹ năng. Nâng cao kỹ năng. Và chúng ta sẽ trao đi nhiều cái giá trị hơn cho cộng đồng. Thì khi đó cái thương hiệu của bạn nó sẽ lên cao. Thì khi thương hiệu của các bạn lên cao thì sẽ bạn sẽ diện, bạn sẽ có một cái thương hiệu mà bạn phát triển. Thì cái sản phẩm bạn cung cấp, đúng không ạ? Khách hàng người ta sẽ tin và yêu yêu quý bạn. Sau đó họ sẽ mua sản phẩm cho bạn. Các bạn nên nhớ điều đấy. Việc mà chúng ta bán hàng online là khách hàng sẽ từ việc tin, yêu quý bạn mới dẫn đến mua sản phẩm của bạn. Nó không giống như việc mà chúng ta bán hàng offline, đúng không ạ? Nó khác nhau ở cái điểm này. Người ta tin người ta mới mua, đúng không ạ? Người ta thích người ta mới mua, đúng không ạ? Và việc bạn bán hàng online trên Facebook là việc mua hình ảnh bán niềm tin, đúng không ạ? Mua hình ảnh bán niềm tin. Mọi thứ ở trên Facebook bạn phải thể hiện được cái thương hiệu của bạn, thể hiện được cái thương hiệu của bạn. Nếu bạn lúc nào bạn cũng nghĩ về tiền thì bạn khó có thể thành công. Bạn nhớ nhá, bạn không thể nào thành công được nếu lúc nào bạn cũng nghĩ về tiền.
Hãy nghĩ rằng là chúng ta sẽ trao đi cái giá trị cho khách hàng. Chúng ta giúp cho khách hàng thỏa mãn cái nhu cầu của họ, hay là giúp cho khách hàng gì ạ? Để mà họ có thể gì ạ? Giải quyết cái khó khăn mà họ đang gặp phải, đúng không ạ? Cái khó chịu mà họ đang gặp phải. Thì các bạn phải giúp họ, phải xác định là tập trung là mình đang giúp họ. Đấy, giúp họ. Và cái điều đó nó sẽ gì ạ? Khi mình nói chuyện với khách hàng, nó sẽ thể hiện được là cái việc mình đang muốn giúp đỡ khách hàng. Chứ còn nếu bạn tập trung vào tiền, thì trong cái quá trình bạn nói chuyện thì khách hàng sẽ dễ dàng nhận ra rằng là bạn gì ạ? Bạn chỉ muốn bán sản phẩm cho họ. Mà trong khi đó cái thứ họ cần không phải là sản phẩm, mà thứ họ cần là gì ạ? Là họ có thể giải quyết được cái nhu cầu của họ, giải quyết được cái khó khăn của họ, chứ không phải là sản phẩm. Bạn nên nhớ một điều đó, đúng không ạ? Nên nhớ một điều đó. Thế thì nhiệm vụ lớn nhất của một chuyên gia bán hàng online, trong cái livestream này mình chia sẻ thêm cho các bạn. Đấy, mình chia sẻ cái nội dung gọi là mở đầu cho bạn về cái khóa học bán hàng chuyên nghiệp. Đấy là gì ạ? Là một chuyên gia bán hàng online là chúng ta sẽ quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhu cầu của khách hàng và làm thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Làm thỏa mãn cái nhu cầu của họ, các bạn nên nhớ nhé. Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng và thỏa mãn nhu cầu của họ thì chúng ta sẽ trở nên, đúng không ạ, giàu có hơn. Còn nếu mà gì ạ? Nếu mà chúng ta không quan tâm đến nhu cầu của họ thì chúng ta khó có thể phát triển bền vững được. Và các bạn nên nhớ rằng là một người thành công, hay nói cách khác là một người bán hàng thành công, là người đang phải giúp được gì ạ? Phải giúp được người khác đạt được cái mong muốn của họ. Các bạn hãy comment nội dung nhá. Những bạn đang xem livestream này, các bạn hãy comment cái nội dung, những cái từ khóa quan trọng, để khi các bạn nghe lại livestream, các bạn xem lại cái nội dung, các bạn comment, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được các cái nội dung quan trọng. Còn nếu bạn không ghi ra thì rất là khó để nhớ nội dung. Đấy, rất là khó để nhớ nội dung. Được chưa ạ? Ủa, sao mạng chậm hay sao mà bây giờ mới đến cái chỗ phần Lily hỏi, tự dưng hỏi phần mềm thế này. Tí nữa em ấn mua chị nhá, Lily nhá. Ok các bạn, đấy. Thế thì khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta giúp đỡ được người khác, giúp đỡ được khách hàng thỏa mãn nhu cầu của họ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có tiền, chúng ta sẽ bán được hàng thôi. Nhưng mà các bạn phải nên nhớ là chúng ta chuyển hướng rằng mục tiêu của chúng ta là giúp họ. Giúp họ, được chưa ạ? Giúp họ giải quyết vấn đề của họ, giúp họ giải quyết khó khăn của họ thì bạn sẽ có tiền. Đúng không? Đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ chỉ bán hàng cho họ thôi, đúng không ạ? Đừng nghĩ rằng là khi mà mình tiếp xúc với khách hàng là mình chỉ mong là chốt được của đứa này bao nhiêu tiền. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thì đấy là một trong số cái phương pháp rất là quan trọng mình muốn chia sẻ cho các bạn. Mình muốn chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn hãy ghi một cái nội dung quan trọng dưới đây ạ. Là một chuyên gia bán hàng quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Chuyên gia bán hàng cần quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Được chưa? Chuyên gia bán hàng quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Và đây chính là cái yếu tố mà có thể đem lại thương hiệu thành công cho các bạn. Yếu tố gọi cốt lõi để đem lại thành công cho các bạn. Và cuối cùng, phương pháp thứ ba, các bạn hãy comment nội dung phương pháp thứ ba, đó là tập trung vào con số. Tập trung vào con số. Các bạn phải gì ạ? Các bạn nếu mà các bạn nói chuyện với khách hàng rất là nhiều, đúng không ạ? Các bạn nói chuyện với khách hàng rất là nhiều, rồi là gì ạ? Các bạn có thể là một ngày các bạn có thể tiếp chuyện rất nhiều khách hàng, nhưng mà gì ạ? Bạn vẫn không bán được đồng nào. Bạn vẫn không bán được đồng nào vì bạn chưa thực sự tập trung vào con số. Nếu mà bạn chưa tập trung vào con số thì bạn không thể nào bán được hàng. Các bạn lưu ý nhé. Tức là bán hàng là một cái quá trình mà cho đi nhận lại. Thì cái quá trình cho đi nhận lại đó, các bạn phải luôn luôn tập trung vào con số thì các bạn mới gì ạ? Mới có kết quả. Mới có kết quả. Đấy. Ví dụ như thế này, làm thế nào để ra con số này? Các bạn muốn biết không ạ? Làm thế nào để ra con số này? Thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải đặt ra những cái con số. Thứ nhất là con số về khách hàng tiềm năng. Thứ hai là con số về gì ạ? Khách hàng ngắn hạn. Thứ ba là khách hàng gì ạ? Dài hạn. Và thứ tư là khách hàng trung thành. Bốn cái con số đó bạn phải thống kê ra được. Bạn phải thống kê ra được, được chưa ạ? Rồi là gì ạ? Bây giờ nếu mà chúng ta đầu tư cái thời gian để chăm sóc khách hàng thì chúng ta phải nói rõ ràng ra cái thời gian chăm sóc khách hàng là bao nhiêu, bao lâu,
Đấy, số tiền mà muốn kiếm được một tháng là bao nhiêu tiền? Và để kiếm được số tiền một tháng đó thì một tuần bạn đặt ra mục tiêu là bao nhiêu tiền? Trong một tuần đó thì một ngày bạn đặt ra mục tiêu là bao nhiêu? Đúng không ạ? Và trong một ngày mục tiêu số tiền nó bao nhiêu thì bạn phải tiếp cận được bao nhiêu khách hàng một ngày? Thì các bạn phải vẽ ra được cái mục tiêu của các bạn. Đấy, mục tiêu của các bạn. Số người mà bạn nói chuyện trong một ngày mà càng tăng thì số lượng gì ạ? Số lượng khách hàng có khả năng gì ạ? Mua hàng của bạn sẽ càng cao. Đúng không ạ? Thì khi mà bạn xác định được cái mục tiêu này, đấy, bạn nói chuyện với bao nhiêu khách hàng thì bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ xác định được bạn đăng bao nhiêu bài ở trong nhóm. Một tuần bạn livestream mấy lần thì để có cái kết quả này thì bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ phải làm cái điều đó thường xuyên hơn. Thế thì mục đích của chúng ta là khi mà chúng ta tiếp cận với khách hàng tiềm năng thì các bạn phải nên nhớ rằng là chúng ta sẽ giúp họ thỏa mãn cái nhu cầu của họ, giúp họ giải quyết cái khó khăn của họ. Đấy. Và chúng ta sẽ gì ạ? Tập trung vào bản thân của chúng ta, tập trung vào kiến thức của chúng ta để chúng ta có được, và tập trung vào giá trị mà chúng ta trao đi cho khách hàng. Thì với những cái yếu tố đó, các bạn sẽ có được cái sự bền vững trong quá trình kinh doanh online. Các bạn nên nhớ, các bạn sẽ có sự bền vững trong quá trình kinh doanh online. Thì đây là ba cái phương pháp mà mình chia sẻ cho các bạn để các bạn thay đổi cái tư duy nhận thức của các bạn, đúng không ạ? Nếu chúng ta đang bán hàng theo cái cách là gì ạ? Chúng ta cứ đăng bài vào trong các hội nhóm, trong các diện fanpage, trong các diện, trong các cái nick của mình để chúng ta đợi khách hàng comment, đợi khách hàng inbox, thì cái điều đó là gì ạ? Nó khó có thể bền vững. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng cái thương hiệu của chúng ta, đúng không ạ? Xây dựng gì ạ? Xây dựng được bản thân của chúng, bản thân cá nhân của chúng ta, những cái tri thức của chúng ta ngày càng tăng lên theo thời gian, đúng không ạ? Cái giá trị của chúng ta trao đi cho khách hàng ngày càng nhiều thì khách hàng gì ạ? Sẽ trở thành tri kỷ của bạn. Và khi đó bạn sẽ có một cái doanh thu bền vững. Bền vững, bạn nên nhớ nhá. Bạn bán sản phẩm này, khách hàng cũng mua cho bạn. Bạn bán sản phẩm khác, khách hàng cũng mua cho bạn. Bởi vì họ ở lại với bạn là gì ạ? Là vì bạn, là vì bạn, chứ không phải là vì sản phẩm của bạn. Các bạn nhớ nhá, họ ở lại với bạn là vì bạn, chứ không phải là vì sản phẩm của bạn. Do đó, các bạn hãy gì ạ? Hãy nhớ ba cái phương pháp mà mình chia sẻ trong livestream này ngày hôm nay. Nó sẽ cực kỳ là hữu hiệu cho các bạn. Và các bạn cứ áp dụng đúng ba cái phương pháp này, chắc chắn là các bạn gì ạ? Có một cái gọi là có một doanh thu bền vững hơn. Và những cái bí mật vàng mà mình chia sẻ trong cái livestream vừa rồi, các bạn cũng sẽ gì ạ? Các bạn cũng sẽ thấu hiểu được cái nội dung, đúng không ạ? Cái nội dung mà mình truyền tải cho các bạn để mà các bạn có kết quả bán hàng tốt nhất. Thì trên cái livestream này là những cái nội dung cơ bản mà mình chia sẻ, đúng không ạ? Công khai trên đường cá nhân. Còn trong khóa học đào tạo chuyên gia bán hàng, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể các bạn cái cách thức để các bạn làm việc, đúng không ạ? Để các bạn bán hàng hiệu quả. Và nó sẽ đi diện, đi chi tiết hơn. Và các bạn chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Chắc chắn là các bạn sẽ thành công hơn. Thì bạn nào mà chia sẻ cái livestream này, các bạn hãy comment là đã chia sẻ, và sau đó inbox của mình để mình để nhận một cái tấm vé khóa học đào tạo chuyên gia bán hàng online. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này. Nếu bạn nào có vướng mắc cái câu hỏi gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Comment xuống phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì nữa thì các bạn hoặc là các bạn có thể hỏi các cái câu hỏi trực tiếp, inbox trực tiếp cho mình cũng được. Thì mình sẽ trả lời trong inbox cho các bạn. Hoặc nếu các bạn muốn trả lời hỏi đáp ngay trên cái livestream này thì các bạn cứ comment xuống đây thì mình sẽ trả lời trực tiếp nhé. Bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc cái livestream ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ cái livestream từ đầu đến giờ phút này. Và hy vọng rằng là với những kiến thức giá trị mà mình chia sẻ cho các bạn, Chỉ cần các bạn áp dụng, các bạn theo cái tư tưởng, các bạn theo những cái giá trị cốt lõi mà mình chia sẻ, thì chắc chắn là các bạn sẽ gì ạ? Sẽ xây dựng được thương hiệu của các bạn trên nick Facebook của các bạn. Một người bán hàng chuyên nghiệp, một chuyên gia bán hàng và một người có tầm ảnh hưởng. Và đấy là cái giá trị cốt lõi mà các bạn cần xây dựng được để khi mà các bạn gì ạ? Các bạn bán hàng online thì cái doanh thu bán hàng của bạn thứ nhất là bền vững. Cái thứ hai là gì ạ? Bạn sẽ có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng, và đấy mới là cái giá trị tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.